Hello my friends, I'm very glad to see you back here. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một cái chủ đề nó cũng là mình đi mình đi sâu vào từng cái ngóc ngách rồi các bạn ha thì cái hôm nay đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu là mình đi khám bác sĩ thì mình sẽ nói thế nào Tuy nhiên trong cái loạt video khám bác sĩ đó các bạn tôi sẽ làm đến 5 cái lận tại vì bởi vì nhiều lắm ha. Thì cái đầu tiên này đó là mình nói về những cái câu mà bác sĩ sẽ hỏi mình trước khi khám. Có nghĩa là khi mình đi khám đó các bạn thì bác sĩ sẽ hỏi mình rất nhiều thứ để ổng đó xem coi cái triệu chứng của mình như thế nào trước khi ổng thăm khám. Thì những cái câu đó ổng hỏi mình thế nào ha thì mình cũng phải biết cách để mình trả lời đúng không? À, ở mỹ thì mình gặp cái này thường xuyên mình đi đến bất kỳ một cái clinic hoặc là một cái hospital hoặc là một cái phòng khám của bác sĩ bình thường thôi ha thì người ta cũng hỏi mình những câu như thế thì mình nghe mình phải hiểu ở việt nam thì mình cũng đi vào các cái phòng khám hoặc là các cái bệnh viện nước ngoài nơi mình gặp bác sĩ nước ngoài thì ông ấy cũng hỏi mình những câu tương tự như thế này À, bây giờ mình cùng nhau nghiên cứu nha các bạn. Bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh các bạn bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe trước khi xem nha các bạn nha. Rồi các bạn bấm nút like trước khi xem cũng được, điều đó rất là giúp ích cho tôi. Mình bắt đầu nha các bạn. Tìm ở cái mục học qua các chủ đề và trong cái phần tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày các bạn thấy danh sách này ha, bấm vào đây. Rồi các bạn mình bấm vào chế độ toàn màn hình. Cái câu á, dĩ nhiên tôi bỏ qua các câu chào của ông bác sĩ và mình đi ha. Tại vì câu chào thì lúc nào cũng thế, ở đâu cũng thế. Hỏi nhau để cho quen biết nhau vân vân ha. Thì khi mà ông ấy bắt đầu hỏi mình á, thì những câu như thế này là cũng thường nghe là các bạn What's wrong? What's wrong? Có chuyện gì xảy ra thế? What's wrong? What's wrong? Nghe các bạn ha, đọc thử. What's wrong? khi mình hỏi cái này đối với ai đó mà người ta mình thấy người ta không ổn lắm đó các bạn mình cũng có thể hỏi là what's wrong what's wrong nhớ có âm xì ngay giữa nha what's wrong chuyện gì thế điều gì xảy ra thế nha các bạn what's the matter what's the matter thay vì hỏi what's wrong thì người ông ấy có thể hỏi mình là what's the What's the what's the matter? What's the matter? Là có chuyện gì vậy? What's the matter? Tuy nhiên đó bác sĩ sẽ hỏi nhiều câu um, chuyên môn cao hơn ha, tuy nhiên những câu này các bạn cũng sẽ gặp thôi, cũng sẽ nghe thôi cho nên mình cần biết những cái đó nha các bạn. What seems to be the problem? Dạ, cái câu này nè, câu này mới là câu hỏi chính của bác sĩ nè, cũng là cái câu đúng bởi vì đôi khi đó mình nghĩ mình có vấn đề tuy nhiên cái đó là do mình nghĩ chủ quan thôi có khi mình không có thì sao cho nên nếu là bác sĩ thì người ta sẽ hỏi là what seems to be the problem cái người mà có chuyên môn đó người ta hay hỏi lại những cái người không có chuyên môn bằng câu là what seems to be the problem có khi đó người ta biết là, là mình nghĩ là có vấn đề thôi tuy nhiên đối với những người chuyên môn đó người ta hay hỏi câu này bởi vì người ta đoán đó là vấn đề là không có gì cả cho nên thay vì người ta hỏi What's the problem thì người ta hỏi What seems to be the problem nha tiếng Việt khó dịch ra lắm Tuy nhiên là người ta hỏi cái này là là một cái cách đó mà để người ta hỏi để coi nhận biết cái triệu chứng là gì đôi khi không phải là vấn đề đâu Đôi khi đối với người ta, đối với ông bác sĩ đó Có khi mình không gặp vấn đề gì đâu Do mình tưởng tượng ra thôi Có khi là mọi thứ đều ổn Cho nên ông hỏi là what seems to be Thay vì hỏi thẳng là what's the problem Nha các bạn ha Đọc thử các bạn What seems to be the problem Rồi tiếp tục nào What seems to be the matter Rồi thay chữ problem bằng matter What seems to be the matter ha, Problem và matter như nhau các bạn nha Where does it hurt? Câu này hỏi chuyên hơn, chuyên sâu hơn. Where does it hurt? Đau ở đâu thế? Where does it hurt? Có nghĩa là mình nghe ở uh, trong phim châu Á, đặc biệt là phim Hàn Quốc đó hay hỏi đau ở đâu? Là where does it hurt? Ha, yeah. tuy nhiên bác sĩ Mỹ cũng hỏi vậy thôi, thấy mình ôm bụng, thấy mình nhăn nhó, người ta hỏi where does it hurt? Nó đau ở đâu? Để người ta xác định là cái vị trí nào để dễ chẩn đoán hơn các bạn ha. Yeah. Where does it hurt? Where does it hurt? Đó các bạn. Can you feel anything here? rồi lúc này đó người ta nhấn chỗ này người ta nhấn chỗ kia nhấn chỗ nọ người ta hỏi mình là can you feel anything here có cảm thấy cái gì ở đây không ở đây không ở đây không can you feel anything here là giống như trong câu này bác sĩ việt nam nói là nhấn đây có thấy gì không nhấn đây có đau không thì lúc này là can you feel anything here nha các bạn ha thì cái hành động đi kèm là người ta nhấn chỗ này chạm chỗ kia để xem coi mình có cảm thấy gì tại cái vị trí đó hay không lúc mà mình có thì mình nói ha can you feel anything here trong cái phạm vi bài này mình chỉ hỏi mình chỉ học những cái câu bác sĩ có thể hỏi thôi còn bài tiếp theo đó những bài tiếp theo sẽ đến những cái giai đoạn như là mình phải trả lời thế nào thì các bạn cố đoán xem hết cái loạt này nha gồm 5 video lần là... Do you have any allergies? Do you have any allergies? Allergies. Aller. Aller allergies. Do you have any allergies? Bạn có bị dị ứng không? Bạn có bị dị ứng gì không ha? Cái allergy. Allergy là sự dị ứng mà người ta biết người ta muốn hỏi là mình có dị ứng với cái gì hay không. Nếu mình biết á hay là có lịch sử bị dị ứng với cái gì đó thì mình nói ra. Do you have any allergies? have any allergies thì lúc này allergy dùng dưới dạng danh từ ở số nhiều các bạn ha any tại vì sau any là dùng danh từ ở số nhiều tại sao dị ứng thì nó cũng có nhiều loại dị ứng có thể đếm được nha các bạn ha dị ứng phấn hoa nè dị ứng hải sản nè dị ứng thịt bò nè gì đó vân vân do you have any allergies Are you allergic to anything? Nếu dùng tính từ thì dùng cái này nè các bạn. Có nghĩa là bạn có bị dị ứng với thứ gì hay không? Are you allergic to anything? Allergy, allergy là danh từ. Còn allergic, allergic, aller, er, allergic, allergic, uh, allergic, allergic to something là bị dị ứng cái gì đó. To be allergic to something là bị dị ứng với cái gì đó. Trong câu hỏi hỏi là Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Bạn có bị dị ứng cái gì không? Câu trả lời I am allergic to cái gì đó. Một cái danh từ là để nói cái đó là cái gây cho mình dị ứng. Các bạn nha. Do you have a temperature? Bạn có bị sốt không? Uh, have a temperature là mình đang có uh, cái sốt đó các bạn. Có nghĩa là đang nói temperature là cái nhiệt độ đúng không? Mà mình có cái độ cao độ đó, đó là mình đang bị sốt. Do you have a temperature? Do you have a temperature? Đọc thử các bạn. Do you have a temperature? Tiếp tục các bạn. Are you taking any medicine? Are you taking any medicine? Bác sĩ cũng có thể hỏi mình cái này luôn để biết là hiện thời mình có đang uống thuốc gì không. Are you taking any medicine? Are you taking any medicine? Bạn có đang dùng thuốc gì hay không? nha yeah. nếu mình có dùng thuốc gì thì mình nói là I am taking là tôi đang dùng cái gì đó, một loại thuốc gì phía sau đó các bạn ha. Are you taking any drugs at the moment? Thay vì hỏi là medicine thì lúc này any drugs, bạn có đang dùng loại thuốc gì không? Cái drug là một loại dược liệu đó các bạn. Drug nó cũng là thuốc phiện vậy đó đúng không? Drug là thuốc nói chung. Thuốc gồm cả thuốc uống, thuốc này, thuốc kia kể cả thuốc phiện đó các bạn ha thì gọi là drug cả. Thì bác sĩ hỏi "Are you taking any drugs at the moment?" Bạn có đang dùng loại thuốc gì không? chứ không có nói đến thuốc phiện hay là xì ke ma tí gì đâu nha các bạn tại vì bản thân cái từ xì ke ma tí đó nó dịch ra là từ drug nữa cho nên khi nói đến drug thì mình sợ tuy nhiên câu này đó là bác sĩ hỏi mình hiện thời có đang dùng loại thuốc gì không nó giống như là are you taking any medicine vậy đó các bạn ha are you taking any drugs chữ drug là dr nha dr 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 drug drug, ga, ga, drug, 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 drugs, drugs. Are you taking any drugs at the moment? Moment. What sort of symptoms are you experiencing? What sort of symptoms? Symptoms. What sort of, what sort of symptoms are you experiencing? Experience. 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 Experiencing. experiencing experiencing experience là đang trải qua trải qua từ experience danh từ nó là trải nghiệm đó các bạn khi mình trải qua cái gì thì mình sẽ có cái trải nghiệm về cái đó đúng không thì động từ experience là mình trải qua cái gì là cái cái loại triệu chứng gì là bạn đang trải qua có nghĩa là hiện thời nói là mình đang trải qua cái triệu chứng gì đó có đau hay là có buồn ngủ hay buồn nôn hay là cái gì đó không thì đó là những cái symptom các bạn symptom 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 yeah symptom số so nhiều what sort of symptoms are you experiencing what sort of symptoms are you experiencing Are you experiencing? Are you experiencing? Experiencing. Lên giọng xuống giọng chút cũng không sao các bạn ha. Have you been treated for this before? Have you been treated for this before? Trước đây bạn đã từng điều trị cho cái này chưa? Thấy bác sĩ hỏi kỹ không? Những cái câu này là người ta hỏi trước để người ta biết lịch sử, tiền sử của mình làm sao để cuối cùng đó người ta điều trị cho đúng. Nếu đã từng điều trị trước đây rồi thì người ta sẽ xem xét là cái loại thuốc trước đó, đó nó có gây ra những cái triệu chứng thế này, phản ứng phụ thế này hay không? Những cái side effect này hay không? Còn nếu như mình chưa điều trị thì người ta không có đổ cho cái thuốc đó, đúng không? Cho nên là người ta hỏi hết tất cả câu này để chắc chắn là cái cái bệnh của mình là do đâu mà ra các bạn. Have you been treated? To be treated là được điều trị. Uh, trong đời sống hàng ngày mà to be treated là được đối xử như thế nào đó. Nhưng mà trong uh, y khoa đó to be treated là được điều trị. Have you been treated? Là bạn đã từng điều trị yeah, từng điều trị for this before, trước đây đã từng điều trị cái bệnh này chưa? Dạ yeah, các bạn. Have you seen a doctor about this before? Yeah, lại thêm một câu rất kỹ luôn. Have you seen a doctor about this before? Thay Have you been treated for this before? Have you been Have you seen a doctor about this before? Bạn có từng đi khám bác sĩ nào uh, về cái này trước đây chưa? À, có đi khám bác sĩ nào về cái này trước đây chưa? Hay là có được điều trị trước đây chưa? Thì hai câu người ta sẽ chọn một câu thôi các bạn. Tuy nhiên là hỏi cái gì mình cũng phải biết ha. Have you seen a doctor about this before? Yeah. Have you been eating properly? Have you been eating properly? Bạn ăn uống có đầy đủ không? Ăn uống có đúng cách không? Ăn uống mà properly. Proper là đúng cách ha. Ăn uống đúng cách có nghĩa là ăn phải một ngày 3 bữa rồi mỗi bữa phải ăn đúng giờ để làm chi để cho nó đừng có gây đau người ta hỏi để người ta loại trừ những cái căn bệnh liên quan đến thức ăn các bạn ha Have you been eating properly? To eat properly là ăn đúng cách, ăn đúng cách ha, ăn đúng kiểu, ăn đúng cách gì đó. Have you been eating? Dùng ở perfect, không à các bạn dùng có thể perfect, cái này là thêm cái continuous nữa. Để nói là trước giờ ăn có đúng cách không? Thì lúc đó mình có thể khai báo là mình ăn không đúng, ăn không đủ bữa hay là ăn không đúng giờ gì đó vân vân để cho bác sĩ biết nha các bạn ha. Have you been sleeping well lately? Have you been sleeping well lately? Gần đây có uh, ngủ ngon không? Nha. Yeah. Um, bác sĩ nào cũng sẽ hỏi về cái này gần đây có ngủ ngon hay không. Tại vì một khi mà người ta có um, cần thông tin để ra quyết định đó người ta xem coi ăn ngủ thế nào, ăn có ngon không, ngủ có ngon hay không, rồi có bị sụt cân hay không, ăn uống đầy đủ hay không gì đó tất cả những thứ đó cần phải biết hết để suy đoán ra cho nên người ta sẽ hỏi nha các bạn nha, cần phải học các bạn. Have you been sleeping well lately? Lately là gần đây cho nên cũng phải dùng cái perfect continuous mới diễn tả được nha các bạn thay vì hỏi là are you sleeping properly thì bạn có đang ngủ đang là hiện thời thôi, còn have you been sleeping thì mới nói một cái quá trình cho đến thời điểm này lately nha các bạn ha. When did you last visit a doctor? Lần cuối cùng bạn đi khám bác sĩ là lúc nào để người ta biết coi từ đó đến giờ mình có đi điều trị gì không, để người ta biết trong một quá trình dài như vậy đó có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Còn nếu mình đã từng đi bệnh viện khám nhiều thứ rồi thì có khi người ta hỏi thêm là hồ sơ bệnh viện trước đây đâu. Nha các bạn. When did you last visit a doctor? Khi bạn lần cuối cùng đi gặp bác sĩ là lúc nào? When did you last visit a doctor? Người ta hỏi cái lần cuối cùng đấy thôi là chuyện quá khứ rồi cho nên là did you last visit là người ta hỏi ở quá khứ đơn bình thường thôi, không không dùng perfect làm gì các bạn. Do you take much exercise? Do you take much exercise? À, có tập thể dục nhiều không. Nếu tập thể dục nhiều thì cơ thể nó tốt, nó sẽ sinh ra những cái kháng thể gì đó các bạn thì lúc đó nó sẽ tốt cho bệnh này tốt cho bệnh kia còn nếu mình không tập thể dục nhiều khi không tập thể dục là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường chẳng hạn, Nha. Yeah. cho nên là hỏi cái này để biết là À không tập thể dục như vậy rồi thì chịu chứ và nguyên nhân là do mình không tập thể dục nó mới sinh ra cái này ví dụ như thế Do you take much exercise? Do you take much exercise? Bạn có tập thể dục nhiều không? Yeah. How much do you drink a week? How much do you drink a week? Cái này là đang hỏi đến là mình uh, uống uh, alcohol đó các bạn, alcohol là uống bia rượu đó ha. Là uh, một tuần mình uống bia rượu có nhiều không? mình người ta hỏi chữ drink thông thường là đang nói đến cái việc là uống bia rượu đấy mình phải hiểu nha các bạn how much do you drink a week mình nói là I drink twice a week mình nói uống hai tuần một lần cũng được à, nhưng mà như vậy là quá nhiều các bạn nha how much do you drink a week how much do you smoke a day how much do you smoke a day là một ngày bạn hút thuốc có nhiều không Nhà, yeah, cái này đang hỏi về cái thói quen hút thuốc của mình. Do you, how much do you smoke a day? Smoke. Oh, smoke, smoke. How much do you smoke a day? Một ngày hút có nhiều không? Ở Việt Nam thì có người một ngày hút đến hai gói thuốc các bạn, hai gói thuốc là không biết bao nhiêu điếu, à, chắc có lẽ là 40 điếu thuốc. Kinh khủng luôn nha. Yeah có người một ngày hút một điếu thôi hay là gì đó thì lúc này mình cần khai báo với bác sĩ còn mình không hút thì mình nói là I don't smoke ha các bạn ha Have you been working hard? Have you been working hard? Bác sĩ cũng sẽ hỏi xem coi là cái chế độ làm việc của mình có cực khổ lắm không? Tao hỏi là have you been working hard? Những cái như thế này đều hỏi ở perfect continuous hết nha các bạn. Tại vì hỏi là một quá trình dài mà chứ không phải hỏi hôm nay. Cho nên cái quá trình dài cho đến hiện tại thì phải dùng perfect để thay thế. Yeah, mà perfect continuous là để hỏi cái quá trình liên tục đấy đó. Có cực khổ hay không? Have you been working hard? Làm việc có cực lắm không? Nha các bạn ha. How long have you felt like this? Bạn cảm thấy như thế này bao lâu rồi? How long have you felt like this? Have you felt? Là thì perfect luôn các bạn. How long have you felt like this? Bạn cảm thấy như thế này bao lâu rồi thì phải dùng perfect mới diễn tả cái quá trình đấy được nha các bạn. Feel like this là cảm thấy như thế này, quá khứ là felt. Đọc thử các bạn. How long have you felt like this? Do you suffer from nervousness? Do you suffer from nervousness? Do you suffer from nervousness? Nervousness. Nervousness. Do you suffer from nervousness? là bạn có bị chứng căng thẳng không? lúc nào mình cũng bị nervous, mình cảm thấy bối rối, sợ hãi về cái thứ gì đó rơi vào cái môi trường cho dù thân thiện hay là không thân thiện thì mình cũng sợ hãi cả. thì lúc này đó nó gọi là cái nervousness các bạn, là cái chứng lo lắng, sợ hãi, căng thẳng đấy đó. chứng căng thẳng ha. thì suffer from một cái gì đó là mình đang bị cái chứng đó, ý là mình đang bị bệnh về cái đó các bạn ha. Do you suffer from nervousness? từ này là từ có 3 âm tiết nervous nervousness 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 nhấn vào âm tiết đầu tiên nervousness do you suffer from insomnia 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 là sự mất ngủ insomnia là từ có 4 âm tiết nhấn vào âm tiết thứ hai insomnia insomnia là sự mất ngủ bạn có bị mất ngủ hay không? Cũng tương tự suffer from một cái chứng bệnh gì đó là mình đang mắc cái chứng đó, đang bị cái chứng đó các bạn. Do you suffer from insomnia? Bạn có bị chứng mất ngủ hay không? Do you suffer from indigestion after you have eaten? Do you suffer from vẫn là suffer from. Các bạn nhớ là bác sĩ hay hỏi cái này, hỏi là coi coi mình có bị cái gì đó hay không. Thì do you suffer from? mà cái indigestion này là các bạn indigestion đọc là in in the in the gestion, gestion. ở đây nó có một âm s xong rồi mới tới âm ch 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 giống như chữ question vậy đó các bạn quest là có âm xì trước rồi tới âm ch ch thì ở đây là in the in the chest chest chin chest indigestion indi indigestion gestion, chữ này là chữ chờ ha, chờ gest, gest, gestion, indigestion, indigestion, indigestion là trứng khó tiêu các bạn ăn mà nó không tiêu đó nó cứ ở trên ngực trên bụng mình hoài đó là gọi là trứng khó tiêu ha. Do you suffer from indigestion? là bạn có bị trứng khó tiêu hay không? After you have eaten, sau khi ăn xong thì có bị trứng khó tiêu hay không? Nha, đây cũng là một câu bác sĩ hỏi. Do you suffer from indigestion? Indigestion after you have eaten? After you have eaten. Sau khi ăn xong. Chứ người ta không hỏi là when you eat. When you eat là khi mình ăn. Còn này after you have eaten là sau khi mình ăn xong. Cái cấu trúc perfect này đó các bạn nằm sau after cho nên nó không có will. Nhưng mà nó đang thể hiện cái thì hoàn thành đó. Thì hoàn thành muốn diễn đạt là làm xong cái gì đó hay là chưa xong, xong hoặc là chưa xong nha các bạn ha. Sau khi ăn xong, người ta hỏi cái trạng thái là sau khi ăn xong chứ người ta không hỏi là khi mình ăn nha, khi mình ăn nó khác với lại sau khi ăn xong. Thì muốn diễn tả cái xong thì phải dùng perfect kiểu này các bạn ha. Do you get any headaches or dizziness? Do you get any headaches or dizziness? bạn có bị chứng đau đầu, bạn có bị chứng đau đầu hay là chóng mặt gì không? Dizziness là chứng chóng mặt các bạn ha. thì thay vì nói do you suffer thì người ta hỏi là do you get cũng được, hay là do you have cũng được nhiều cách để nói là mình bị bệnh gì đó. Do you get any headaches or dizziness? Ha. bị đau đầu hay là bị chóng mặt? Dizziness. từ có 3 âm tiết, nhấn vào âm tiết đầu tiên. Dizzy, dizziness, dizziness dizziness, headaches, headache, a, ache, headache, headaches, headaches. Chưa get any headaches or dizziness? Ừ, bị chứng đau đầu hay là chóng mặt? Did you eat anything different from usual before you started to feel this way? Do you hay là did you eat anything different? Người ta hỏi này là trường hợp cụ thể nè. Bạn có ăn cái gì khác From user Bạn có ăn cái gì khác thường hay không? Ăn cái gì khác thường là thường ngày mình ăn cơm hay thường ngày mình ăn bánh mì hay thường ngày mình ăn những thứ đấy là nó không sao cả. Thì bác sĩ hay hỏi là ngày hôm nay hoặc là sáng nay hoặc là ngày hôm qua mình có ăn cái gì khác thường hay không? Thì người ta hỏi câu này: Did you eat anything different from user? Hay là did you eat anything unusual? Ha, hay là different from usual 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 cái cái âm giờ này là giờ dài các bạn ha usual usual nếu mà đọc nhanh tạo thành ba âm tiết là usual usual đọc nhanh tạo thành là usual 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 nó tạo thành nó giống từ từ cái nó ra cái từ là usual usual hay các bạn Did you eat anything different from usual? Did you eat anything unusual? An user from different from an user before you started to feel this way trước khi bạn bắt đầu cảm thấy cái này không trước khi before you started trước khi bạn bắt đầu cái chuyện bắt đầu là trong quá khứ luôn rồi cho nên đây là quá khứ đơn you started to feel this way nha yeah. có nghĩa là trước đó có ăn cái gì bất thường mà cảm để rơi vào cái trạng thái thế này hay không để cảm thấy thế này hay không What's been going on recently in your life? What's been going on recently? in your life what's been going on recently in your life khi người ta hỏi cái câu này đó các bạn là người ta muốn biết là cái quá trình sống của mình như thế nào có nghĩa là gần đây mình có làm việc cực khổ hay không gần đây mình có thức khuya hay không gần đây mình phải làm cái gì gần đây mình phải đi đâu mình phải ăn uống như thế nào là nó bao gồm trong câu này các bạn ha khi bác sĩ hỏi cái câu này là nơi mình phải khai báo tổng quát về những cái hoạt động trong ngày hay là những thứ gì đó xung quanh cuộc sống của mình gần đây What's been going on recently in your life? Người ta hỏi what's going on? What's been going on? Là những cái gì xảy ra kể cho người ta nghe hết Thì khi bác sĩ hỏi cái này là mình phải kể tổng quát Nhiều hơn là một thứ đây các bạn ha What's been going on recently in your life? Đọc thử câu này các bạn What's been going on recently in your life? Recently Recently, recently. Các bạn thấy tôi nghẹn âm thi không? Recently, recently, recently. Đọc các bạn nghe âm nghẹn liền à, mà không cần phải là recently. No, cách đó trong cuộc sống bình thường không ai nói cả. Người ta thích dùng âm nghẹn recently, recently, recently. Rồi. What brought you here today? And why does it concern you? Yeah, câu hỏi này chi tiết cụ thể hơn bác sĩ việt nam hay hỏi là hôm nay làm sao mà đến đây hôm nay làm sao mà đến đây thì câu tiếng anh như thế này các bạn What brought you here today What brought you here today điều gì mà nó làm cho bạn quyết định đến đây thế cái điều gì đã mang bạn đến đây thế có nghĩa là điều gì đã làm cho mình quyết định là đến gặp bác sĩ What brought you here today brought Quá khứ của động từ bring, bring là mang ai đó đến. À, what brought you here? Brought, 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 brought you here today. And why does it concern you? Và tại sao nó lại làm bạn lo lắng? Cái điều gì đã đưa bạn đến đây? Điều gì đã làm bạn quyết định đến đây gặp tôi? Và tại sao nó làm bạn lo lắng đến thế? Yeah. Why does it concern you? Why does it concern you? Concern, concern. Vẫn làm sợ ngắn. Sơn, sơn tại vì âm ơ dài cho nên là phải chu cái môi ra sir ơ concern concern không thể không chu môi mặc dù cái âm này là âm sờ ngắn nha đừng nói tôi đang phát âm sờ dài nha các bạn tại vì các bạn không nhận ra sự tinh tế cái sự khác biệt chút xíu đó cái nuance nuances mình phải nhận ra khi mình cảm âm tốt tự nhiên mình nhận ra còn khi mình cảm âm không tốt tự nhiên cái mình nói người ta sai này nọ các bạn ha rồi mình lúc này nè là mình phải trả lời cái triệu chứng mà mình gặp phải mà nó làm mình lo lắng để quyết định đi đến bác sĩ chứ không phải là chuyện chung chung như cái câu vừa rồi nha các bạn. Do I have the story and details right? Đây Uh, khi bác sĩ hỏi mình xong khi bác sĩ hỏi mình xong xong cái bác sĩ kết luận bác sĩ nói là à là gần đây bạn thấy này do cái này do cái kia mà nó gây ra cái thế là ông hỏi mình là ông đã hiểu câu chuyện đúng hay chưa thì ông nói là do I have the story and the details right có nghĩa là tôi đã hiểu cái câu chuyện của bạn và những chi tiết bạn kể như vậy là đúng hay chưa. Có nghĩa là ông muốn khẳng định cho mình là những cái mà ông hiểu có đúng hay chưa đó các bạn. Do I have the story? Do I have the story right? Do I have the story right? Tôi đã có câu chuyện có nghĩa là tôi đã hiểu câu chuyện đúng hay chưa thế? Do I have the details right? Tôi có hiểu các chi tiết bạn nói nó đúng hay chưa Thì lúc đó mình phải confirm lại là, À đúng rồi nó như thế đó bác Hay là còn thiếu cái gì thì mình bổ sung vào Hay các bạn ha Câu này có ý như thế Does what I said make sense? Does what I said make sense? Bác sĩ hỏi thêm là những cái gì tôi nói cho các bạn Những cái gì tôi tư vấn cho các bạn Bạn có thấy nó hợp lý hay không? Là does what I said make sense? make sense là hợp lý make sense cái gì đó mà make sense thì là hợp lý mình hỏi là cái đó hợp lý hay không does it make sense cái đó hợp lý hay không thì does it này các bạn cái it ở đây đó là cái what i said những gì tôi đã nói là cái đó đó là does it make sense những gì tôi đã nói có hợp lý không là nếu như bác sĩ nói ra rồi mà đưa ra lời khuyên cho mình rồi mình cảm thấy có cái gì đó không hợp lý mình phải nói lại với bác sĩ là tôi thấy chỗ này nó như thế này nè như vậy thì lời khuyên bác sĩ đưa ra như vậy có đúng hay không thì mình nói lại cái đó để cho bác sĩ điều chỉnh hay là bác sĩ giải thích thêm cho mình nha cho nên là bác sĩ hỏi câu này thì mình đừng có im lặng hay mình đừng có gật đầu mình phải nói thêm những gì mình còn nghi ngờ để bác sĩ nghe hay các bạn nha nhật cách nói như thế nào thì trong những bài sau mình học nữa các bạn nha Do you understand your prescriptions, their purpose and the doses? Yeah, câu này lẽ ra tôi sẽ để trong những video sau nhưng mà nó nằm trong cái phần mà bác sĩ sẽ hỏi cho nên là nó nằm trong đây luôn các bạn. Do you understand your prescriptions, their purpose and the doses? Prescriptions đó các bạn, prescriptions là cái toa mà bác sĩ viết cho mình khi mà bác sĩ viết cái toa cho mình đó mà uh, mình có không hiểu cái gì đó thì mình phải hỏi bác sĩ là cái này là như thế nào cái thuốc này dùng cho cái gì là mình đừng có ngại khi mình vào các phòng khám quốc tế hoặc là đi khám ở các bệnh viện mỹ các bạn mình phải hỏi tự do thoải mái bác sĩ có dư thời gian để trả lời cho mình cho đến khi nào mình hiểu prescription là cái toa bác sĩ cho mình các bạn ha các toa bác sĩ là ghi loại thuốc gì, uống bao nhiêu ngày gì đó vân vân. À, rồi uống liều lượng bao nhiêu. Cái doses này các bạn, doses là cái liều dùng, liều dùng của thuốc là uống một ngày mấy lần, mỗi lần bao nhiêu viên gì đó vân vân ha. Cái purpose là mục đích của cái thuốc này là để làm gì, là người ta chỉ cho mình rõ loại thuốc thứ nhất là mục đích để làm gì, thuốc thứ hai mục đích làm gì, thứ ba làm gì là để cho mình hiểu rõ cái prescription của mình đó các bạn, là mình không thể sống trong mù mờ, phải rõ ràng thế Còn nếu không thì bác sĩ sẽ bị kiện Bác sĩ mà không làm như thế là người ta có thể kiện bác sĩ nha yeah. Cho nên là nếu mù mờ mà bệnh nhân gây ra cái phản ứng gì đó Gây ra bệnh gì đó hay là gây ra cái trường hợp mà ngoài ý muốn gì đó là người ta lập tức kiện bác sĩ liền và bác sĩ chắc chắn sẽ thua kiện cho nên là mọi cái đều phải rõ ràng là như thế ha cho nên là khi bác sĩ hỏi do you understand your prescriptions là mình không hiểu gì là phải hỏi là cái đó what is this for là hỏi lại đàng hoàng their purpose 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 or pur purpose purpose đừng đọc là purpose nha mà là purpose 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 and the doses doses là liều dùng nha các bạn ha đây cũng là câu cuối cùng rồi các bạn hôm nay trong cái clip này mình chỉ học về những cái câu mà bác sĩ có thể hỏi mình là trước khi khám trong video tiếp theo đó chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta sẽ trả lời hay là khai báo những cái triệu chứng của mình cho bác sĩ như thế nào để bác sĩ rõ nhất về tình trạng của mình để tiến tới cái tiếp theo nữa là bác sĩ sẽ thăm khám cho mình có nghĩa là bác trong phòng khám thì bác sĩ sẽ yêu cầu mình có hoạt động gì đó các bạn nha. Cho nên là các bạn đoán xem cái video tiếp theo cái clip tiếp theo trong cái loạt 5 video này nha các bạn bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh các bạn bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là thắng phạm các bạn nha cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo